Chào tất cả các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình Thái Chuối đây. Thì dạo gần đây có nhiều bạn comment bảo mình hãy làm video về choan một thành viên trong Team Trẻ Trâu đi. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện cái yêu cầu của các bạn, đó chính là làm video về chủ đề choan nha các bạn. Nhưng mà hôm nay mình không choan thành viên nào hết mà mình sẽ choan cả team luôn các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện clip choan trốn tìm nha các bạn. Đó, thì choan trốn tìm là như nào? Tức là bây giờ mình sẽ thông báo cho Team Trẻ Trâu, đó chính là sẽ quay video trốn tìm và mình sẽ là người đi trốn và Team Trẻ Trâu đi tìm nha các bạn. Nhưng mà trốn tìm quanh huyện mình, nhưng mà mình không có trốn ở huyện nha các bạn, mà mình sẽ bắt máy bay để mình bay thẳng vào trong Nha Trang luôn. Tức là mình sẽ không ở miền Bắc nữa, mình sẽ đi tận vào miền Trung để mình trốn nha các bạn. Và mình sẽ gửi hình ảnh cho Team Trẻ Trâu để cho Team Trẻ Trâu đi tìm mình ở Đồng Hà, đi tìm mình ở quanh huyện mình, xem là mấy đứa tìm như nào nha các bạn, sẽ có những tình huống gì xảy ra. Bây giờ mình sẽ phải đi ô tô lên Hà Nội để đi vào sân bay Nội Bài, sau đó là mình sẽ bay từ sân bay Nội Bài đi vào Nha Trang nha các bạn. Đó, thì bây giờ là đấy, trước mắt là mình sẽ phải thông báo cho Team Trẻ Trâu là thực hiện clip trốn tìm đã. Để thực hiện được clip này thì mình sẽ phải book vé máy bay. Book vé máy bay là khá là đau thận đấy các bạn ạ. Book đi xong book về, mà đi Nha Trang vào cái mùa du lịch này ấy, thì nó phải x2 x3 lên. Ui dồi ôi, ví dụ bình thường là 2 triệu bây giờ phải lên 4 triệu các bạn ơi. Nhưng mà không sao, tiện thì mình sẽ đi trải nghiệm đi máy bay luôn và đi ra biển Nha Trang xem nó có khác gì so với biển Quảng Ninh chỗ mình không nha các bạn. Đó, thì bây giờ thôi, để thực hiện clip này thì mình sẽ phải chi ra một khoản tiền để book vé máy bay và đi di chuyển trên quãng đường đi nữa. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách là ấn like video, chia sẻ video và bình luận ý kiến của các bạn xuống video này để cho có nhiều bình luận trên video hơn nha các bạn. Bây giờ thông báo cho Team Trẻ Trâu, sau đó là mình sẽ di chuyển đi Hà Nội luôn nha các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ là mình đang có mặt ở sân bay Nội Bài nha các bạn. Đây là lối đi lên hạng thương gia các bạn. Nhưng mình không có tiền nên mình không lên đây nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ bay đi Nha Trang các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ mình sẽ phải tìm chỗ chụp ảnh để cho Team Trẻ Trâu đi tìm đã các bạn nhé. Để đánh lừa Team Trẻ Trâu xem phải mình sẽ phải chụp một cái chỗ nào đấy nó tựa như mà ở Đầm Hà mình có ấy, để cho mấy đứa đi ra chỗ tìm. Đây mình thấy đây có cái cầu thang này. Cầu thang thì rất giống cầu thang ở chợ chỗ mình nhé các bạn. Chứng tỏ là ở chợ mình, ở cái chợ huyện mình có cái cầu thang VIP như ở sân bay các bạn ạ. Đấy, bây giờ chụp ảnh nhá. Chào bạn. Chào bạn. Hôm nay bọn mình lại được anh Thái bảo đi chơi trốn tìm nhá các bạn. Hôm nay anh Thái sẽ bảo là sẽ chơi trốn tìm khắp huyện tiếp. Nên là bây giờ bọn mình sẽ đi tìm. Nhưng mà chưa đội ra nhỉ? Vừa ra giờ... mới lòng thôi. Ok. Bây giờ bọn mình sẽ đi tìm luôn nhá các bạn. Đi bằng xe đạp. Bây giờ mình sẽ đi tìm anh Thái nha các bạn. Thái đi trốn từ sáng rồi. Bây giờ mình bắt đầu đi tìm nhá các bạn. Kìa, lại có xe điện đi rồi. Sướng nhỉ. Mình ra đến phố rồi nha các bạn, nhưng mà mình đang không biết quán anh Thái là ngồi quán nào các bạn ạ. Hình như anh Thái ngồi trong quán nước sao ấy. Là quán ở đây. Nhưng mà cái quán đấy mình thấy cầu thang là lạ, mình chưa vào bao giờ sao ấy. Thôi chào các bạn nhá. Mình đang hôm nay là mình đã có mặt ở Nha Trang các bạn ơi. Đây là bãi biển ở Nha Trang này. Đây các bạn, bãi biển Nha Trang. Chúng đây mà nắng còn ghê hơn cả ở Đầm Hà chỗ mình các bạn. Nắng cháy da luôn. Đây đang 35 độ C. Đấy thì trong chắc là mình gửi hình ảnh đi, Team Trẻ Trâu cũng đang đi tìm mình ở Đầm Hà các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi review đi dạo quanh cái bãi biển này một tí nha các bạn. Đấy là mình về khách sạn của mình thôi. Bãi biển có chỗ tập thể dục nha các bạn. Cái này ở chỗ mình cũng có. Bên này là bãi biển, còn bên này là phố rồi. Là thành phố rồi các bạn. Nắng thế này mà mình thấy nhiều người ra biển tắm lắm các bạn ạ. Khả năng là, nhưng mà đa phần là người nước ngoài thôi, khách nước ngoài thôi các bạn ạ. Mình ra đến phố rồi nha các bạn, nhưng mà mình đang không biết quán anh Thái là ngồi quán nào các bạn ạ. Hình như anh Thái ngồi trong quán nước sao ấy. Mấy cái quán nước mà mình đi đâu có cầu thang kiểu như thế đâu. Mình lấy đường mua nha, bây giờ mình sẽ đi ra phố đi mấy cái quán nước ấy tìm xem anh Thái ngồi đấy không nha các bạn. Anh Thảo lắm mệt. Lại đến phiên mình rồi nhá các bạn. Được rồi, thấp thấp xuống thôi. Tí mà chẳng chỉnh lại được. Tao đi. Tôi để tao đến dép mà thôi. Đây. À mày,
này nữa. Thằng Long này, các bạn ơi, lớn lên đừng có lên như thằng Long nha. Nó thì dám bảo vệ nhưng có lúc nó đánh thật. Các bạn ơi, mình lượn lượn thì mình thấy ở đây có công viên và có mấy cái tập cái dụng cụ để tập thể dục ngoài công viên, ngoài công cộng ấy, rất giống ở chỗ mình. Nó cũng tương tự ở chỗ mình cho nên là mình sẽ chụp ở đây để gửi cho Tem Thể Châu nhé các bạn. Mình bảo mình bốc phép mình đang ở ngoài công viên ở Đầm Hà. Các bạn ơi, mình đến Aloha. Hai 1975 thứ. Ra lượn ra hẳn 1975 thứ luôn đi. Ở đây quán 5. Quán này quán gì ấy, mình không biết đây quán cái cầu con thang nhà ai nữa. Lạ quá. Đi nói nào bây giờ? Thôi đi thẳng ra phố nhá. Cha, đúng là tiện đường ở đây thì đi ra hẳn đâu nhỉ? Đi ra hẳn đồn đen xem có không? Sẽ đi ra chỗ khác tìm nha các bạn. Gần đây mãi mà anh Thái không gửi hình ảnh mới, khó quá nên phải đi tìm tiếp. Lên nhà văn hóa dân tộc tìm thử đi. Đi, ở đấy có cầu thang mà nhỉ. Ngồi đợi Thái ở đây đến tối ra. Đâu? Thằng Vinh cứ đi theo thôi. Lên cả đồn đen này chịu bọn này thôi. Vinh ơi, có vui không Vinh ơi? Bay từ Hà Nội vào Nha Trang này, một cái thời tiết đẹp như thế này, biển trong xanh như thế này, mình phải ra tay thôi. Có sẵn kính đấy nhé. Bọn mình sẽ đi ra tượng đài nha các bạn. Tượng đài thì mình hãy thử, ở đây có cầu thang các bạn ạ. Mình sẽ đi sang bên này tìm. Vừa nãy mình chưa vào đây tìm các bạn ạ. Đi xuống đây tìm thử đi chúng mày ơi. Ở đây có cầu thang này. Mà mấy cầu thang này hình như không có cái thành sao các bạn. Thành để bám đi ấy. Chắc không phải ở đây rồi. Ê bây giờ cầu thang ở đây đâu có cái thành đâu nhỉ. Thôi đi Vinh ơi. Lại đến lượt Thảo này nhá bạn. Mình nay mệt quá. Đi ngoài phố còn thuận đấy. Mình thấy ở nhà văn hóa dân tộc mà, nhưng mà đây là nhà văn hóa dân tộc Giao nhá các bạn. Không phải nhà văn hóa dân tộc Trung. Các bạn biết đeo kính để làm gì khi ra biển không? Đấy là xong rồi đeo vào. Đây đẳng cấp chưa? Thực ra là mắt mình đang thế này. Mình đang nhìn các bạn đúng không? No. Ai hốt thì mà. Đeo vào. Anh Thảo ơi, cố lên. Cố lên, em yêu anh Thảo ơi, anh Thảo ơi. Vây. Thôi xuống đi Thảo ạ. Tớ thấy mình nguy hiểm lắm. Tí lau ruộng luôn các bạn. Thôi đi vào nhà mày tìm xem anh Thái ở đây không đi. Nhà mày có cầu thang không? Không biết. Đi hỏi mẹ mày xem có anh Thái ở đây không. Mẹ ơi, có anh Thái ở đây không? Không, mẹ không thấy đâu. Thế tìm đâu được nhỉ? Đây, con cho mỗi rồi 50.000 để làm vốn nhá, quay nhá. Ngon đấy, có tiền mua nước uống rồi. Đây. Đi mua nước uống nhỉ? Đi. Thảo đen nó bị rón rộm bâu các bạn ạ. Đi thay áo rồi. Nghiệp đấy. Các bạn ạ, anh Thái gửi ảnh này. Mình không biết ở đâu. Không, mình xem. Nhìn kỹ nào. Nó phải ở chỗ đâu? Ở trong quán nước Thảo ạ. Đi vào quán nước tìm đi. Thảo ơi. Đi. Ừ, tao đi ra nghe thêm mày. Long ơi. Đi ra đừng cho cô. Cái này tiền trợ cấp ở của anh. Đúng rồi, đây là tiền trợ cấp nha. Mỗi đội được 50.000 để mua nước uống, đồ ăn vặt. Ăn muốn đi. Hai thám tử mình đang đói các bạn ạ. Muốn gì ăn đây Thảo ơi. Đây. Bên này Thảo ơi. Đâu? Mấy nước nào? Mày thích uống nước nào? Mày thích uống nước nào? Tao hỏi mày mà. Tao cũng hỏi mày mà. Trả lời chứ. Sting. Đi Sting. Sting. Lấy cho trai thôi. Cho tiết kiệm tiền Thảo nhận tí đi tìm khác để uống. Uống nước nữa không? Hả? Uống nước nữa. Mà uống nước nữa.
Mày đùa tao à? Tao đùa mày à? Thôi lấy đi. Ôi như quên gì ấy. Quên gì? Quên ốc. Mày ấy. Còn mình lại lên phố nha các bạn. Mình sẽ đi ra cái đường chợ cũ tí nha các bạn. Tìm ngay thành ngay chỗ đường phố này hết rồi. Giờ mình sẽ đi ra đấy rồi. Hay toàn gửi mấy anh khó quá. Anh thấy trong nhà nghỉ ba lì. Mày điên à? Trong nhà nghỉ có xe ô tô chứ. Cần đi xe tô thì anh Thái đi bộ hay sao? Đi. Nó sập cột trong dự án đi mượn xe điện nhá bạn. Thật không? Thật. 100% không? À, ba đời. Mà thiêu. Thiêu không? Ba đời làm thân thủ mà. Uống hộp nước sờ tinh. Hàng ngoài thế đã. Úi dồi. Thôi ăn này trước đi, tí cái cơm mình ăn xong nhỉ. Nghe thứ này nha bạn, cái thằng Thảo nó nghiện này không biết có ngon không. Ngon không? Ngon. Ngon không? Ngon. Đây. Ngon như thế nào? Ngon bình thường. Đây. Phải ăn chứ. Mình bao nhiêu kinh nghiệm thám tử nhá bạn. Theo như mình đoán anh Thái vừa chụp ảnh là cái này ngon quá các bạn ạ. Ơ thật á? Đâu? Đây. Wow, đi luôn. Hết tao đít rồi. Thoải mái tinh thần. Mệt quá, phải đậu xong rồi các bạn ơi. Mệt quá. Các bạn thấy mình chăm tập thể dục không? Mình bay từ Quảng Ninh vào trong Nha Trang để tập thể dục nha các bạn. Xong rồi về nhà lại nghìn năm không tập. Thái uống nước dừa Thái nhỉ? Mình có nước rồi đấy. Ở trong chợ có cầu thang, nhưng mà nãy mình chưa vào. Nước xiêm miếng. Hả? Nước xiêm miếng. Hết rồi. Đây đây đây. Ở trong quán nước này có qua cầu thang này các bạn. Ra đây xem thử anh Thái không? Không có ạ. Cái đâu, tí này có hay sao? Đúng rồi, cầu thang này nó màu đen các bạn, không phải màu vàng. Khó rồi. Đây các bạn ơi. Đấy, mình ngồi ở ghế đá này, mình sẽ gửi đi chụp ảnh gửi cho Tem Hải Châu. Xem Tem Hải Châu có nghĩ đây là công viên không nha các bạn. Đấy, ok. Rồi bây giờ mình đi chơi tiếp nha các bạn. Đấy, cho Tem Hải Châu tiếp tục đi tìm. Thế rồi anh Thái đang ở nhà văn hóa nha các bạn. Đi ra nhà văn hóa. Không biết nhà văn hóa nào luôn. Nhà văn hóa các dân tộc. Thế rồi anh Thái đang ở nhà văn hóa rồi các bạn. Hả? Uống nước dừa không? Uống. Đi. Các bạn chú xin không con? Dạ. Uống xin không? Ôi. Đang lấy ra ra cái này cơ. Cho mỗi thằng một nửa nhá. Ừ. Xong tí bảo bà ấy chặt ra. Vừa uống là phải xem nhá. Chẳng may anh Thái ở đây anh Thái chạy ra. Kê. Đâu? Đi vào. Ê, lượng người quanh đây thử. Không thấy mặt. Không thấy mặt á? Sao biết anh Thái? Thế cứ cầm thế mới cầm máy quay không? Ồ, oh, thế đúng. Trong này hả? Ơ, à, cu. Ui, cu. Cu anh vào. Trong này hả? Nó mới trong này các bạn. Xong sập nguồn rồi nha bạn. Giờ tự tìm thôi. Mà trước tiên phải ăn nước quả dừa đã. Ăn xong chưa? Hết nhá bạn. Trả tiền đi. Sao? Mất tiền nó đi Long ơi. Bao nhiêu? 20.000 mà lấy quá. 18.000. Mất tiền nó đi. Thế sao mày bảo con 28.000? Thằng đầu óc trâu các bạn ạ, đầu óc heo. Thôi thôi xong tao cũng thủ tiền nhà thôi. Ôi trời ơi. Điều may các bạn ạ, may mình muốn nhét tiền ở đây. Thằng chó. Mà để tiền ở đây là lấy 20 ạ. Bạn ơi, anh Thái gửi anh mới rồi. Đây. Anh Thái bảo anh Thái đang ở siêu thị các bạn. Để cho mình cho các bạn xem. Đây.
Hai ở mấy siêu thị này mình chưa vào bao giờ. Mà ở Đầm Hà mình làm gì có siêu thị nào nhỉ? Có mỗi siêu thị ấy thôi. Ừ, có mỗi hai siêu thị đấy thôi. Hai siêu đấy mà mình vào chán rồi. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà ở Đầm Hà này làm gì có siêu thị nào nữa? À, có cái siêu thị điện thoại kìa. Không còn rồi. Ở Đầm Hà có mỗi hai cái đấy thôi. Bây giờ mình sẽ đi tìm mấy siêu thị nhỏ nhỏ nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ vào thử Winmart nha. Mình chưa thấy cái không? Không biết Winmart có không nhỉ? Ôi, mua cho hai đứa mày được rồi. Thôi, bao nhiêu tiền á? Biết rồi các bạn, mình sẽ vào bệnh viện nhá bạn. Mình sẽ vào canteen ở bệnh viện nha. Chắc vừa đang trẻ con kiến nó bịp mình các bạn ạ. Lừa thế mà bọn mình cũng tin các bạn ạ. Mình sẽ vào thử canteen bệnh viện nha. Mình đi chắc chúng anh Thái ở trong ấy khoảng 95% các bạn ạ. Không có các bạn, đây là thì lấu đồ ăn trưa, đồ ăn tối rồi. Đúng rồi. Đây không có canteen giống siêu thị ở Hoàng Thái. Rồi mình lại đi rồi các bạn, ở đây không có. Bệnh viện không có. Thế làm gì còn siêu thị nào nhỉ? Ở chỗ mình công viên thì không có ghế các bạn ạ, ghế ngồi không có đâu. Trong kia mình không tìm thấy các bạn. Anh Thái trốn đâu một tí thế nhỉ? Anh nghĩ anh Thái ở trên Hà Nội á. Mình cũng nghĩ anh Thái trên Hà Nội các bạn ạ. Sáng anh Thái đến Hà Nội rồi nhỉ. Anh Thái chụp ảnh anh Thái. Con thấy Thái không có ở đây đâu em. Em đâu em? Em thấy anh Thái trong này không? Anh Thái ấy. Anh Thái ở kia. Hả? Thái ở kia. Thái đâu? Thái chuối mà. Thái chuối TV ấy. Ừ. Hả? Thấy thấy anh xe anh Thái ở đâu không? Em anh Thái đi bộ. Đi bộ từ ngoài cổng ngoài hôm này. Ừ. Phải không? Phải. Thế có được vào không kia? Được. Hứa nha. À. Thế cứ vào đi. Đi. Anh cảm ơn nhá. Cứ chờ anh ở đây nhá. What the fuck? Để bảo anh với anh Thái. Bảo vệ mới lâu đây. Đi không phải đi, không phải đi. Đi không. Ừ, rất bẩn lắm. Rồi, rồi. Mới xong rồi. One hour later. Mùi nãy giờ anh Thái vẫn chưa ra. Vẫn nấp ở trong nguyên chỗ này. Mình với thằng Thảo chơi từ nãy giờ ngoài này mà chả thấy đâu. Mình chịu thua đi về thôi các bạn ạ, bọn mình không tìm đúng rồi. Kiểm hết phố rồi mà không nhìn thấy rồi ạ. Anh Thái trốn kỹ thật đấy. Thôi đi về nhà làng tìm thử đi. Ok. Chẳng may về làng lại thấy anh Thái thì sao? Mãi. Biết đâu được nhỉ? Kỹ thật đi. Ôi ôi. Trúng mánh rồi. Đợi mai anh không thấy anh Thái ra các bạn ạ. Thôi mình đi tìm chỗ khác. Đúng rồi. A few moments later. Các bạn ơi, mình biết anh Thái ở đâu rồi nha các bạn. Đây, để mình cho các bạn xem. Đây, khoảng cách mình với anh Thái cách nhau có bằng này thôi nha. Nhưng mà, đây các bạn ơi, mình đang ở Quảng Ninh, còn anh Thái ở Nha Trang nha các bạn. Ngắn mà các bạn. Gần quá. Cách có bằng này thôi. Trời ơi. Thế này mà bắt bọn mình đi tìm. Anh Thái định cho bọn mình, chắc là anh Thái định cho bọn mình chuyến đi xe đạp xuyên Việt đấy mà. Đó xem nào. Chết lũ. Các bạn ơi, mình vừa bật định vị lên. Mình chuẩn tìm ấy. Anh Thái hay cài định vị bọn mình để chơi chuẩn tìm ấy. Thế mình vừa bật lên, mình thấy anh Thái ở đang ở Nha Trang nha các bạn. Để mình anh Thái bắt đền. Anh Thái nha các bạn. Ok các bạn ơi, thì khả năng là tối rồi các bạn ạ. À. Chắc mấy đứa không tìm được mình nữa nên là gọi mình này các bạn ơi. Đây, mấy đứa không tìm được mình nữa nên là gọi mình. Bây giờ mình nghe nha các bạn. Mình bảo mình đang ở nhà xem mấy đứa bảo sao nha. Alo. Thái.
anh đang ở trong nhà đây. Nhà ở Nha Trang ư? Đâu, anh ở nhà anh mà. Đây cái cửa nhà anh ơi. Ơ. Cửa nhà anh ơi. Anh đang ở trên ban công ơi. Hả? Ê, ban công nhà anh ơi. Anh ban công ngắm hoàng hôn à, ngắm hoàng hôn à. Ấy. mấy đứa bị anh lừa. Ơ thế à? Thôi mà mình chào các bạn đi. Không tìm được thấy anh Thái đâu các bạn ạ. Anh Thái ở Nha Trang. Anh Thái chờ bẩn lắm. Thôi kết thúc rồi các bạn ạ. À, video sau mình sẽ trả thù lại anh Thái và mình sẽ đi trốn cho anh Thái đi tìm nha các bạn. Rồi mình sang tận Campuchia trốn cho anh Thái tìm đến năm sau. Bye bye các bạn nha. Bye bye. Bye.